Hồng Dơ Si Bít. Dương Tử và Lưu Học Nghĩa sai lầm. Địch Đại Nhật Ba thích đàn ông thế nào? Đối với những người yêu thích xem tin tức Hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz Hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Dương Tử và Lưu Học Nghĩa sai lầm khi phủ nhận. Nói gì thì nói, việc ăn chung bành cũng chẳng nói nên được điều gì cả. Hai người phủ nhận cũng là điều hiểu thôi. Bởi vì vụ ồn ào của Tần Tuấn Kiệt và Trương Tuấn Nghênh năm xưa cũng xuất phát từ việc ăn chung bát canh. Giờ Dương Tử và Lưu Học Nghĩa ăn chung miếng bánh sợ sẽ gây ra tranh cãi. Có nhiều người phản phà nói rằng Tần Tuấn Kiệt, Trương Tuấn Nghênh bị mắng là vì Tần Tuấn Kiệt lúc đó đang hẹn hò với Dương Tử, còn Dương Tử, Lưu Học Nghĩa vẫn đang độc thân nên không sao. Nhưng nếu ngay từ đầu họ không phủ nhận thì mọi chuyện cũng không rắc rối tới vậy. Và đương nhiên khi thấy Dương Tử gặp chuyện thì người hạnh phúc nhất chính là Thành Nghị. Ngay từ đầu Thành Nghị đã muốn dẫm đạp Dương Tử để thượng vị, còn muốn phá bỏ couple. Lại cơ hội đã ở trước mắt, anh ấy đương nhiên phải nỗ lực hết sức. Mấy ngày qua đoàn đội Thành Nghị cũng thêm dầu vào lửa Dương Tử, thậm chí trong lúc tuyên truyền anh ấy còn âm thầm muốn tống khứ bạn diễn ra khỏi vị trí nhất phiên của Trầm Vũn Hưng Phai để bản thân thay thế cho cô ấy. Giờ Dương Tử đang rất tức giận vụ này. Vương Nhất Bác bị mỉa mai. Phim mới của Vương Nhất Bác vừa lên sóng, trước khi chiếu thì nhiệt độ của bộ phim này rất cao, nhưng ai ngờ giờ lại bị mấy bộ liên hiệp cổ trang thần tượng chiếm spotlight. Cộng thêm việc phim của anh ấy đột ngột lên sóng, không có tuyên truyền gì nên thành tích cũng không đặc biệt tốt. Bên cạnh đó, diễn xuất của Vương Nhất Bác bị khán giả chê. Một bộ phận còn cho rằng anh ấy bị dàn diễn viên gạo cội lấn át. Giờ đoàn đội Vương Nhất Bác chỉ có thể đi tẩy quảng trường, mua thông cáo đề cao diễn xuất và năng lực của anh ấy thôi. Trương Vũ Kiếm theo đuổi lại Ngô Thiến. Gần đây có tin đồn nói Trương Vũ Kiếm cảm thấy rất hối hận và muốn theo đuổi lại Ngô Thiến. Tuy nhiên mấy kiểu tin này không có căn cứ gì cả. Hai người họ ly hôn không vui vẻ gì. Trương Vũ Kiếm cảm thấy kết hôn ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân, mà Ngô Thiến lại không có được danh phận đàng hoàng nên rất thất vọng. Tính ra thì ly hôn là sự lựa chọn của hai người. Trương Vũ Kiếm vẫn muốn phấn đấu vì sự nghiệp, còn Ngô Thiến có đắm chìm trong tình yêu thì chắc chắn sẽ không đâm đầu vào một chỗ. Cô ấy giờ tỉnh táo hơn rồi, muốn chuyên tâm cho sự nghiệp. Địch Đại Nhật Ba thích những chàng trai có cơ bắp, nhưng đừng cơ bắp quá mức. Cô ấy có tiền nên cũng chẳng yêu cầu bạn trai phải giàu, hai người có tiếng nói chung là được. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của BVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.